chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, VTV Go là ứng dụng xem truyền hình trực tuyến chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông. Chỉ với một chiếc smartphone, bạn có thể dễ dàng cài đặt VTV Go. Đây là một ứng dụng xem truyền hình trực tuyến hoàn toàn miễn phí và vô cùng tiện lợi dành cho người dùng di động. VTV Go có các danh mục được sắp xếp một cách gọn gàng, giao diện thân thiện, dễ dùng, cung cấp đầy đủ các nội dung của VTV và các chương trình giải trí hấp dẫn với chất lượng HD. VTV Go còn cho phép xem lại các chương trình được phát sóng. VTV Go cập nhật thường xuyên lịch phát sóng các chương trình truyền hình. Nếu là một người bận rộn, không có thời gian theo dõi thường xuyên các chương trình truyền hình yêu thích, thì bạn cũng không cần quá lo lắng đâu, vì đã có VTV Go. Các chương trình truyền hình phát thanh và các thông tin nóng hổi sẽ có ngay trên chính chiếc smartphone của bạn với việc cài đặt VTV Go, một ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Còn chờ gì mà không tải ngay VTV Go với các thao tác đơn giản ngay sau đây. Bước 1. Vào kho ứng dụng CH Play đối với thiết bị Android hoặc App Store đối với thiết bị iOS. Bước 2. Gõ từ khóa VTV Go trong bộ tìm kiếm. Bước 3. Nhấn nút cài đặt. Bước 4. Mở ứng dụng và trải nghiệm VTV Go. VTV Go, mọi lúc, mọi nơi.